Xin chào tất cả mọi người nha, chào đại gia đình mình nha. Thì hôm nay Tấn có đang đi, đây là quốc lộ 20 nha cả nhà. Từ Dầu Giây đi lên đây là gọi cái chỗ này là 92, 93 gì đó. Thì ghé đây dừng chân. Thì có những cái cây đẹp lắm. Cây rồi trồng trong đá đẹp lắm cả nhà. Nói chung là bao đẹp luôn. Ở đây có cái hàng chữ gì khắc ở trên đá nữa nè. Ở đây cảnh rất là đẹp, ghé đây dừng chân ngon lắm. Ở bên này thì có nhà chòi uống nước nữa nè. Đây, cái tuyến đường này là đi thẳng lên trên Đà Lạt này. Mình ghé ở đây mình dừng chân mình tham quan cũng được. Đây, mình dừng chân nè. Còn không thì mình vô quán kia nằm võng. Còn mới đi vòng vòng đây thì mình tham quan. Cây đá đồ đẹp lắm. Cục đá to mà là ở trên có cái cây luôn nè. Cây nó mọc trên cục đá lớn luôn. Rất là thoáng mát nha cả nhà. Ai có đi ngang tuyến đường này thì ghé qua đây dừng chân chụp ảnh là cũng đẹp lắm. Cái tuyến đường này, cái đường này đi vô trong nhà của cái ông chủ này. Cảnh rất là đẹp. Ở đây nhiều đá, nhiều cây xanh cao to. Ở trên kia có cây quá đẹp và đẹp lên trần này. Cây si mà trồng hẳn lên cục đá luôn. Quá trời đẹp. Rộng lớn lắm nha cả nhà. Vô ở trong đó nè. Tiết rất rộng, có nhiều cục đá kìa. Ở đây nè, đây cây si nè. Mọc uống quanh cục đá. Cực kỳ đẹp luôn. Thì ghé dừng chân thì làm cái video ngắn chia sẻ đến mọi người xem. Ai có đi ngang đây thì vào đây dừng chân rồi tham quan nhé. Nghỉ ngơi cho nó mát. Đẹp lắm. Bên ngoài là đường xe chạy. Hai bên hai cái hàng rào, hai hàng đá. Giống như cái hàng rào của